Xin chào tất cả các con học sinh yêu quý. Video ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách làm một cái bài thi, một cái đề thi ở trên Azota. Sau khi mà các thầy cô giáo đã giao cho chúng ta đề thi bằng việc gửi cho chúng ta một cái link qua Zalo hay là qua các hình thức khác, thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái link đó để thi, nó tương tự như việc chúng ta làm bài tập. Bây giờ cô sẽ bấm vào cái link đề thi này thử nhé. Sau khi mà bấm vào link, nó sẽ hiện ra là thời gian làm bài, số lượng câu hỏi và số lượng đã làm đề. Và nếu như các thầy cô mà có giới hạn thời gian thì nếu chưa đến thời gian thì chúng ta sẽ không vào làm được. Nhưng ở đây với cái đề này là không giới hạn thời gian, không đặt cái thời gian ấy, cho thi tự do, thì chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu làm bài. Đây là bài thi hỗn hợp có tự luận để trả lời câu hỏi tự luận. Thì chúng ta sẽ làm ra giấy cho vậy, rồi gửi qua file đến điểm hoặc làm trực tiếp đã hướng dẫn đấy ạ. Chúng ta sẽ bấm vào tôi đã hiểu. Bài viết được giám sát, bấm vào xác nhận. Và nếu như các thầy cô có yêu cầu mà xác thực thông tin học sinh ấy, ví dụ các thầy cô yêu cầu chúng ta phải xác thực là tên là gì, học lớp nào, học trường nào, thì là các con cứ điền vào nhé. Còn với cái đề này là không xác thực nên chúng ta chỉ cần bấm vào để làm thôi. Và các câu hỏi sẽ hiện ra, chúng ta sẽ chọn tất cả những đáp án vào đây, chọn đáp án cho phù hợp. Cô sẽ chọn linh tinh nhé, cô sẽ chọn nhanh nhé, có thể sẽ không đúng. Và đây là các câu trắc nghiệm, chúng ta đã có sẵn đáp án. Với những câu mà chúng ta đã làm rồi thì ở bên mục danh sách câu hỏi nó sẽ chuyển thành màu xanh đây. Còn với câu 11, đó là câu tự luận. Vì vậy, các con một mà các con sẽ gõ trực tiếp đáp án của mình ở đây. Cô ví dụ như vậy. 2 là các con có thể bấm vào đính kèm bài tự luận ở phía trên này. Ví dụ như các con viết bài tự luận ra giấy, ra vở, thì các con sẽ chụp lại hình ảnh đó và các con chọn đính kèm bài tự luận. Sau đó các con sẽ bấm vào cái mục upload hai bài tập của bạn này, bấm vào đây. Chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà chúng ta lưu cái ảnh của chúng ta vừa chụp cái bài thi của mình ấy. Cô ví dụ cô chọn lại một cái nhé, sau đó open. Có nhiều ảnh thì các con sẽ chọn nhiều ảnh. Nếu chọn nhầm, các con tích vào dấu nhân này và chọn lại. Còn nếu đã quyết định sẽ nộp cái ảnh đó, chúng ta sẽ bấm vào xác nhận. Và sau khi làm xong thì các con nên soát bài lại lần nữa. Các con nên soát lại tất cả các đáp án của mình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả 11 câu hỏi. Lúc này, nếu muốn nộp bài, các con sẽ bấm vào nộp bài. Bạn có chắc chắn muốn kết thúc bài thi? Nếu chúng ta chắc chắn muốn nộp, sẽ bấm vào hoàn thành. Vì bài này các thầy cô không cho chúng ta xem điểm, cho nên chúng ta không thể xem được điểm. Còn nếu như các thầy cô cho phép chúng ta xem điểm, thì nó sẽ hiện điểm mà trắc nghiệm ở đây. Còn điểm tự luận, điểm tổng của bài thì phải đợi các thầy cô chấm xong, chúng ta tích lại vào link đó, chúng ta sẽ biết được điểm của ta. Rất là đơn giản để chúng ta có thể làm một cái bài thi trên Azota, phải không các con? Cô hy vọng là các con nếu mà được thi trên Azota, các con sẽ làm bài một cách rất là tốt và nhanh chóng, sẽ nộp bài thuận lợi và xin chúc các con sẽ thành công và sẽ đạt được điểm số cao trong các kỳ thi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo.